Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Tuấn đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách chữa trị mốc gà đơn giản nhá. Trên tay mình thì một lọ thuốc DAP. DAP này nó là một loại thuốc có thể chữa nấm cho gà này. Chữa nấm cho gà và xem còn cái gì nữa không nhỉ các bạn nhỉ. Mình cũng chưa đọc qua các bạn. Đây chỉ định chữa nấm này. Có trị ghẻ này và một số ký sinh trùng trên da này. Trắng chống mũi này, vắt này. Liều lượng và cách dùng này. Theo chỉ định bác sĩ hoặc theo cách dùng sau. Chị ghẻ một số lần ký sinh ngoài trên da nha các bạn nhá. Thôi mình cũng bỏ qua cái bước đọc mấy cái bước linh tinh ấy, đọc qua mình thì mình cũng dùng rồi, mình cũng chữa khỏi nấm cho con gà chiến của mình rồi, thì bây giờ mình cũng muốn chia sẻ cho anh em biết thôi, mình cho anh xem em biết cách dùng của mình thôi. Thì đây một lọ thuốc DAP, có thuốc và nước, có 17 ml. Đấy thì ví dụ đây là một lọ thuốc ra anh em nha, anh em bóc ra anh em đổ khoảng 10 ml thuốc vào một cái bát chẳng hạn, xong anh em đổ khoảng 10 ml nước giã, nước trắng nhá, hoặc nước giã cũng được, tùy anh em thôi, nước đun sôi để nguội cũng được, hay là nước mà mình như bơm từ dưới giếng nên gọi là nước giã đấy anh em. Anh em hòa vào với nhau nhá. Thì trước khi anh em bôi vào da thịt của nó á, thì anh em có thể lấy một cái rẻ rửa bát. Rẻ rửa bát mà cái rẻ mà gọi là nó như kiểu cái lưới cá đấy anh em. Thì anh em có thể quấn vào anh em có thể quấn vào, anh em cọ hết những cái vết nấm trên người con gà nha anh em nhá. Chỗ nào bị nấm thì anh em có thể cọ cọ cho nó bay hết những cái vỏ, như cái vỏ của nó, cái vết nấm của nó màu trắng này, thì anh em có thể cạo bỏ hết đi. Rồi anh em có thể sau khi cạo hết đi thì anh em có thể bôi cái thuốc này vào nhá. Nếu mà không có rẻ mà rửa bát thì lỗ lỗ bằng lưỡi như kiểu lưỡi cá đấy anh em, thì anh em có thể lấy cái bàn chải của mình nhá, bàn chải mới mua hay dùng rồi thì đều được hết anh em ạ. Thì đây là cái cách của mình. Thì chữa thì rất đơn giản thôi. Anh em một ngày anh em bôi một lần. Bôi vào buổi trưa cũng được, buổi sáng cũng được, buổi tối cũng được, tùy anh em thôi. Anh em bôi lúc nào bôi. Mà anh em ấy bôi khoảng 2 3 ngày thì là hết nha anh em nhá. Thì thôi thì mình xin chia sẻ anh em đến đây thôi, và mình xin kết thúc video tại đây.